Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Tuấn Xe nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video clip review cho anh em một cái ngoại trang mà mình mới nhận được thông qua việc mở hòm bên phiên bản PUBG Hàn Quốc này. Và em nó là ai và em nó đẹp như thế nào, tới đây các bạn sẽ được biết nhá. Và bật mí với anh em là em nó có một màu rất giống với bộ trang phục của mình. Và thôi không rông dài nữa, chúng ta xuống resort và cố gắng clear khu vực resort này, cũng như là cố gắng đi tìm em nó nào. Yeah yeah. Ok. Trời ơi, vừa mới xuống thấy ngay một cái mũ ba rồi. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Đâu rồi, có súng không? Hỏng rồi. Lượn vòng vòng mà lại không thấy em nó đâu rồi. À đây rồi anh em ơi. Milton hay MK47 anh em ạ. Đi đâu? Ui trời ơi. Đây mình có thể gọi là MK47 hoa anh đào anh em ạ. Mùa xuân sang có hoa anh đào. À mùa xuân sang có hoa đào anh. Không biết các bạn có giống như mình hay không, nhưng mà thế hệ 9X của mình tự nhiên cái câu hát đấy nó kiểu không biết là nó xuất phát từ đâu ấy, nhưng mà tự nhiên nó kiểu nó gắn vào cái tiềm thức của bọn mình ấy. Mỗi khi mà mình thấy hoa anh đào thì mình lại nhớ đến hai câu hát đấy. Và mình cũng thật sự là không biết cái nguồn gốc xuất phát của hai câu đấy nó từ đâu anh em ạ. Anh em nào biết thì comment phía dưới cho mình hay nhá. Rồi, ra đây. Con giật chù anh em ạ. Kè này. Đã mất công đi săn người thì săn cho chót đi anh em ạ, lại còn đứng đây kè. Trời ơi. Khẩu Mutant 47 này ấy thì mình có một cái nhận xét là với cái họa tiết hoa anh đào hay với cái họa tiết Sakura này thì nó hợp nhất với khẩu súng Mutant này. Nói chung thì trong tất cả những khẩu súng có họa tiết Sakura thì mình thấy Mutant là khẩu súng kết hợp với cái skin này là đẹp nhất anh em ạ. Và nói qua một chút về khẩu súng Mutant này đi, thì các bạn có thể thấy là mình rất là ít khi, cũng như là mình thấy cũng khá là ít người sử dụng em Mutant này để bắn. Cái thứ nhất là em này rất là khó bắn. Cái thứ hai là với cái chế độ burst của em nó thì quả thực là nó khá là sida. Mình cũng không biết lý do tại sao, nhưng mà có một sự khác biệt vô cùng lớn với việc các bạn để chế độ burst và các bạn không bật tâm ngắm và các bạn sấy, gọi là sấy tâm trắng này này. Đó, các bạn để nguyên như thế này các bạn sấy ấy, thì nó có một sự khác biệt hoàn toàn so với việc các bạn bật tâm ngắm lên và sấy và bắn ở chế độ burst nhá. Cái đấy thì đấy là nó không phải là một cái gì gọi là chính thống hay là một cái gì gọi là một cái gì nó liên quan đến những thông số trong game mà được công bố, mà cái này nó chỉ là do mình trải nghiệm thôi. Và nếu anh em nào có cùng một cái trải nghiệm giống như mình thì các bạn có thể comment ở phía dưới cho mình biết là các bạn có giống như mình không, các bạn có cảm nhận giống như mình không khi mà khẩu súng này bắn ở chế độ burst thì việc không ngắm và việc ngắm nó hoàn toàn là khác nhau. Mình thấy là khi mà bật ngắm lên thì chế độ burst của khẩu súng này nó như kiểu bị lép đi rất là nhiều. Còn nếu mà không bật ngắm thì burst của khẩu súng này cũng khá là kinh khủng với những tình huống giáp lá cà đấy anh em ạ. Cái thứ hai là chế độ tap của khẩu súng Mutant thì không cần nói nhiều. Mình cũng đã khẳng định với anh em khi mà khẩu súng này mới được ra mắt trong game thì mình đã nói rằng là đây sẽ là một khẩu súng thay thế rất là tốt cho những khẩu súng DMR hiện tại như là Mini, như là QBU, như là SKS. Đó, những khẩu súng như vậy là nó sẽ có thể khả năng thay thế được anh em ạ. Và phụ kiện của em này thì có tổng cộng là 4 phụ kiện, bao gồm 3 phụ kiện giúp cho súng gọi là ổn định, đỡ giật và mở rộng băng đạn, cũng như là ống ngắm của khẩu súng. Đó. Và em này thì hiện giờ đang khá là bị ghẻ lạnh anh em ạ. Khá là bị các game thủ của chúng ta ghẻ lạnh bởi nó khá là khó chiều. Giống như cách mà mình vừa nói với các bạn ấy, là ở chế độ burst thì em này bắn khá là khoai,
khá là khoai khi các bạn bật tâm ngắm lên. Và đây là một khẩu súng mà có thể nói là lượng đạn, à đây rồi, đây rồi, đây rồi, nhờn với cả lin da rùa này. À quên, chính xác hơn là đùa với cả lin da rùa này. Theo như mình thấy thì em này ở trong cái phiên bản update gần đây nhất. Làm cái gì vậy? Ở trong cái bản update gần đây nhất của bên PUBG Hàn Quốc, tức là bản 0.12 này này, thì mình đã thấy được là Mutant của chúng ta đã bị fix một cái lỗi khi mà nó mới cập nhật trong PUBG Mobile. Đó chính là cái lỗi bị hút đam anh em ạ. Nếu các bạn nào đã từng chơi PUBG trên PC thì các bạn có thể biết được rằng là Mutant khi ra mắt nó là một khẩu súng vô cùng đáng sợ. Nó bắn rất là ăn đạn và nó hoàn toàn thay thế tất cả những khẩu súng DBR, và được rất là nhiều game thủ đón nhận khi mà em này ra mắt. Và tất nhiên rồi, tất cả mọi người đều đón nhận em nó ở khả năng bắn tỉa. Ô, có tiếng chân là chết ngay. Chỉ là một con boss thôi anh em ạ. Đó, thì được rất là nhiều người đón nhận em nó ở chế độ bắn tỉa nhá, chứ không phải ở chế độ bắn bớt đâu anh em ạ. Bởi vì là khi sinh ra thì em này đã được mặc định là một khẩu súng dùng để bắn tỉa rồi, chứ không ai dùng em này để làm cận chiến đâu. Bởi vì là cái chế độ bớt của khẩu súng này công nhận là nó khá là sida. Rồi, có tiếng chân anh em ạ. Có tiếng chân là có người, lại một người nữa chuẩn bị ra đi rồi. Đừng nói với tôi ở trong nhà nhá. Nào, à trong nhà thật anh em ạ. Đó, đây là chế độ bắn gọi là không bật tâm ngắm đây anh em ạ. Anh em có thể thấy đạn ra rất nhanh luôn. Nhưng mà khi các bạn bật tâm ngắm lên thì mọi thứ nó sẽ thay đổi đi rất là nhiều. Gần như là thay đổi 180 độ luôn. Đó, thì đấy là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn với khẩu súng Mutant 47 này thôi. Mutant MK47, chính xác tên của em nó là như vậy. Đó, yeah yeah. Nào, trời ơi. Từ từ, để mình uống một bình nước, sau đó quay lại nhặt cái kim tiêm đã. Bỏ cái kim tiêm đi phí lắm anh em ạ. Đồ để phê pha mà lại bỏ thì thế này thì nó lại phí quá. Mình nghĩ là 360 viên đạn như thế này nó là quá quá sức là dư thừa rồi anh em ạ. Ok, đi nào, let's go. Băm nào. Bay cao nào, cao nào, bay cao nào, cao nào. Nào, mình cùng zin. Không có bạn nào ve vãn gần đây anh em ơi. Thật là một sự buồn đến lão lòng. Nào, có ai không? Làm ơn hãy ra đây đi. Tôi mới được có 6 mạng thôi. Mình nghĩ là cây cầu này chắc cũng không có ai đâu anh em ạ. Thấy nó vắng vẻ và điều hưu lắm. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Thỉnh thoảng có hai thỉnh thoảng có những thanh niên gọi là thú tính nổi lên và quyết định đi ra cầu để chặn anh em ạ. Và những cái tình huống thú tính như vậy thì nó phải gọi là vô cùng hãm. Bởi các bạn biết là góc nhìn thứ nhất này mà tập trung của những gọi là người chơi thích thể hiện kỹ năng anh em ạ. Cho nên là mọi tình huống mà các bạn lơ là trong cái góc nhìn này thì các bạn đều sẽ phải nhận một cái trái đắng rất hết những chén chua cay này. Không liên quan cho lắm. Muốn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này. Ta ra ta ra ta ra ta ra ta ra ta ta ra 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 ta ra. Không người anh em ạ. Đành phải lấy tiếng hát át đi tiếng súng đạn thôi. Vì yêu em nên ta đã quá ngây thơ rồi. Mỗi sáng với tôi ta điên ta say trong cơn mê. Ta thấy những lời đau thương chút cay. Ok, thôi không xàm nữa. Xem có ai ra lút thính không nè. Á đủ.
thủ con chuột. Thủ con chuột. Chạy này. Đi chết đi. Chạy với tôi. Chạy đi. Gãy chân. Rồi ôi, hợp lý nha. Nào. Rồi chỉ cần hạ gục được một người rồi là các bạn ấy cá cuống rồi. Cuống rồi. Vào nào. Bò vào nhà để cứu à? Được rồi, tôi sẽ đến căn nhà đấy và tôi sẽ ném nết vào căn nhà đấy. Nào, fire in the hole. Chuẩn bị mà lĩnh hội gọi là đáp nết thần trưởng đi. Ồ, cái gì đấy? Cái đẹp. Không cứu đồng đội à? Không cứu đồng đội này. Cái gì vậy? Sao đông thế nhỉ? Rồi, đáp bom vào đấy và ra đây ngồi canh. Ra này. Biết ngay là ra mà. Cầm khẩu đây rồi. Bạn ấy cầm khẩu gì nhỉ? Barrel, con gà anh em ạ, nhìn trông hay vãi nồi. Nghe vẻ hòm hòm là hết người rồi đấy anh em ạ. Ô, thêm một thanh niên mình vẫn nấp ở đây là đâu nhỉ? Bò đi đâu rồi? Thôi mặc kệ bạn đi. Muốn bò đi đâu thì bò. I don't care. Mũ ba cho tôi đây rồi. Ô, có tiếng chân. Ô. Trời ơi, vào trong đây để làm cái gì? Tôi thương những người anh em vừa nằm xuống của tôi quá. 9 kill rồi, hợp lý quá anh em ạ. Từ. Mình nghĩ là mình phải lên được 10 kill chứ nhở. 6 mà cộng 4 thì phải là bằng 10 chứ. Hay lại bị gọi là lại bị lỗi như game trước, bắn mà lại không ăn được mạng. Trời điệu. Anh em nào còn nhớ? À đây rồi. Anh em nào còn nhớ cái quả tôi bắn một thanh niên ở dưới nước không? Bắn cái đột cái. Vâng, và mạng đó méo dành cho tôi. Thật là một, người ta gọi là một, thật là một nỗi đau anh em ạ. Thính rơi, cái thính kia chắc chắn là cái thính rơi ở ngoài biển rồi. Không rơi ra biển thì cứ phải gọi là vô lý. À đủ. Có rơi ra biển không? Nào, chúng ta cùng quay trở lại Hà Tĩnh nào. Quay lại Hà Tĩnh. Đó anh em ạ. Chơi bản Hàn Quốc thì cái khu vực này nó vẫn tên là Hà Tĩnh anh em nhé, chứ nó không tên là Nakrit. Nào, Hà Tĩnh có người không? Ui, cục chính thì xa thế. Mà lại thấp nữa. Từ mình sẽ kiếm căn nhà 2 tầng để mình nhìn ra đấy xem có thanh niên nào đi lút thính không. Cứ thử đi lút thính xem. Xem tôi có bắn cho các bạn gọi là không trượt viên nào không. Đây, căn nhà này có cái cửa sổ khá cao. Ok, như vậy là không ai lút thính anh em ạ. Thính còn nguyên. Đây người ta gọi là nguyên đai nguyên kiện đây. Thính gọi là còn zin. Với cái vòng bo như thế này thì mình nghĩ là không sớm thì muộn, không chóng thì chầy, thì các bạn ấy cũng sẽ đi vào Hà Tĩnh để cư trú hoặc là để gọi là cam nhau thôi anh em ạ. Mình nghĩ là vậy. Phục thính thì nó ở đây rồi. Mà người thì chúng ta vẫn chưa thấy đâu cả. Không có bạn, không có những người bạn gọi là thiện lành với đam mê đi lút thính nhở. Nếu có thì hay quá. Trời ơi, quả này Hà Tĩnh sẽ khá là đông người đây anh em ạ. Nào, có ai không? Ra đây chúng ta làm một trận nào. Trên tay tôi là một khẩu súng Mutant MK47. Còn những khẩu súng MK thì thường thường nó ẩn chứa những cái sức mạnh mà không phải ai cũng biết anh em ạ. Như MK14 cũng như vậy thôi. Bỗng nhiên em nó được nổi tiếng và
được nhiều người nhắc tên với combo MK và X8. Chỉ cần một người nào đó khai sáng sức mạnh của em nó thôi là khẩu súng của chúng ta sẽ hot. Thấy mình bắn ấy thì ngay cả khi mà các bạn đã mường tượng và các bạn đã nhìn thấy được cái màu xám khói đấy rồi, thì việc các bạn bắn một người chơi di chuyển mờ mờ ảo ảo trong sương mù nó cũng là một cái điều gì đó khá là mình không biết sử dụng như thế nào. Ó, có người anh em ơi, có tiếng chân. Hello boy, trong nhà này không có luôn ạ. À, thế là nhà bên cạnh rồi anh em ơi. Đây, cái nhà một tầng này. Ok, xuống luôn này. Còn đang ngáo ngơ này. Vừa rồi thì mình cảm giác như mình nhìn thấy được một thanh niên đang đứng ở cái nhà hướng tầm 105-120 ở trên tầng 2. Và để xem, đây bây giờ thì mình sẽ ra mình check xem. Đây, cái căn nhà này này. Đó. Đây, chính xác là căn nhà này. Có tiếng anh em ơi. Có tiếng là bạn chết với mình rồi. Dirty à? Dirty thì cũng nằm xuống. Mà đớt không ti thì đớt cũng nằm xuống. 14 mạng rồi. Yeah. Khu vực Hà Tĩnh này nó rất là nhiều góc để các bạn đứng canh nhá. Đó. Vừa rồi thì mình đã cho các bạn thấy là cũng pha leo lên mái nhà rồi đúng không? Đấy, ở bên này nó cũng có một cái hiên nữa này. Nói chung là cái map Hà Tĩnh này thì các bạn có thể ẩn lấp một cách gọi là vô tư đi. Rồi, chỉ còn một người nữa thôi anh em ơi. Cái này thì chắc chắn là mình sẽ lên được 15 mạng rồi.
Trừ khi là bạn ấy sợ quá không dám vào bo thì bạn ấy sẽ chết ở ngoài bo thôi. Chứ mà bạn ấy mà vào bo thì mình chắc chắn là mình sẽ lên được 15 mạng. Trận này không top 1, cứ cưa đầu tôi đi. Nào bạn ơi, đến đây và nạp mạng cho mình nào. Mạng thứ 15 của mình ơi. Ra đây đi nào. Chúng thằng lằn bé nhỏ ơi. Bạn đâu rồi, que ạ. Trời ơi, ra đây đi. Mình nghĩ là chỉ có ở đằng sau này thôi anh em ạ. Bởi vì là vừa rồi mình nghe thấy tiếng bắn ở đằng sau mà cam mãi không thấy người nào từ đằng sau đi lên cả. Cho nên mình nghĩ là sẽ có thanh niên ở đằng sau này. Chắc chắn bạn ấy sẽ là người ở đằng sau này. Và mình sẽ tóm được bạn ấy. Đâu rồi? Bạn đi đâu rồi? Bạn ơi, ra đây đi, mạng thứ 15 của mình. Nào ra sớm để mình còn kết game nào. Hoang mang sở tai thế nhở. Sương mù bây giờ sắp hết game rồi lại còn mưa thế này nữa. Ai dám bắn đây? Có khi mình rút quả chốt bom mình quăng vào đây cái này. Đó. Ơ, vãi nồi chim én. Như vậy là bạn ấy bị outside anh em ạ. Ok. Và như thế là mình đã cho anh em một cái clip review ngoại trang của em Mutant MK47 đúng không? Và các bạn thấy sao về em Mutant MK47 Sakura này? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở phía dưới bình luận của cái clip. Còn nếu thấy clip hay hãy đừng quên để lại cho mình một like và chia sẻ nó để mình có thêm động lực. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.